Lysium Ampul là sản phẩm chống lão hóa đến từ Nhật Bản. Đây chính là sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt thường được sử dụng trong spa và thẩm mỹ viện. Cụ thể thì Ampul là một loại huyết thanh có hoạt tính cực mạnh và nồng độ dưỡng chất cao. Tuy nhiên, Ampul có kết cấu nhẹ hơn, thẩm thấu sâu vào bên trong làn da và giải quyết mọi vấn đề về làn da của bạn. Lysium Ani Aving Ampul là sản phẩm phục hồi trẻ hóa làn da cao cấp với 100% thành phần thảo dược quý hiếm sản phẩm ngăn ngừa sự hình thành của các nếp nhăn mới, làm mịn các nếp nhăn, đồng thời nâng cơ và giúp săn chắc cho làn da căng mọng. Sử dụng ampoule thường xuyên sẽ mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh, dạng ngời và sáng bóng. Thành phần của sản phẩm 100% từ thiên nhiên và nó cung cấp đầy đủ các axit amin, collagen, độ ẩm. Từ đó giúp tái tạo tế bào và làn da của các bạn sẽ căng bóng săn chắc lên trông thấy. Làn da cũng được sáng bóng dần nhờ câu kỷ từ và hoa anh đào trong sản phẩm. Ngoài ba tác dụng chính trên thì sản phẩm còn có tác dụng điều trị da mụn và nhiễm trùng da nhờ vào glycerin giúp tạo nên một sản phẩm dưỡng da hoàn hảo. Những ai nên sử dụng Lysi Ampuller? Với những tác dụng hoàn hảo tạo nên một sản phẩm nhiều công dụng thì sản phẩm này rất nhiều chị em có thể dùng tốt nhé. Trước hết là những chị em từ tuổi 25 trở đi khi mà vấn đề lão hóa bắt đầu xảy ra. Đây là một giải pháp giúp chị em chống lão hóa từ sớm. Những chị em nào da đã có nhiều nếp nhăn muốn tìm một sản phẩm tái tạo làn da từ bên trong những chị em đang muốn tìm một sản phẩm dưỡng da toàn diện, chống lão hóa, chỉ mụn, làm sáng da dưỡng da chuyên sâu và chống cả tia UV nguy hiểm cho da, những chị em nám da chỉ lâu không hiệu quả, cũng có thể sử dụng vì với công thức giúp tái tạo tế bào nó sẽ giúp chị em đẩy lùi nám da hiệu quả. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm huyết thanh chống lão hóa Lysium Ampuller. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như huyết thanh chống lão hóa Lysium Ampuller có hiệu quả nhanh không? xem hết video này để rõ hơn nhé. Với 100% thành phần tự nhiên có hiệu quả bậc nhất trong chống lão hóa, Lysium Ampule đem đến các công dụng sau. Phục hồi cấu trúc da, thẩm thấu sâu và nhanh, kích thích tái tạo tế bào, phục hồi những cấu trúc da hư tổn, lão hóa, cải thiện cấu trúc da, cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài, trẻ hóa làn da, kích thích cơ thể sản sinh collagen và elastin ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa, tăng sự đàn hồi, làm săn chắc da cho làn da luôn căng bướt, tươi tắn, dưỡng ẩm tối đa, chứa các thành phần dưỡng ẩm và dư ẩm vô cùng hiệu quả, giúp da luôn căng bóng và ngăn chặn sự mất nước của da, xóa mờ thâm, nám, tàn nhang. Với chiết xuất từ quả cầu kỷ tử ức chế hình thành melanin trên da, giúp làm mờ các vết sạm, nám da, tàn nhang, đốm nâu, dưỡng trắng da. Với chiết xuất từ hoa anh đào giúp dưỡng trắng da, mang lại làn da rạng rỡ, làm đều màu da, cho da trắng hồng. Miệng màng không tỉ vết, cách dùng mỹ phẩm Lycium Ampuller để trẻ hóa làn da với Lycium Ampuller rất đơn giản chỉ với 4 bước. Bước 1. Làm sạch da bằng nước ấm, có thể sử dụng nước tẩy trang, sữa rửa mặt hoặc toner để làm sạch da. Bước 2. Lấy 2-3 giọt Lycium Ampuller lên bàn tay, xoa bàn tay để làn ấm. Bước 3. Thoa lên mặt một cách nhẹ nhàng, chuyển động tròn và vỡ nhẹ. Bước 4. Nghỉ ngơi, thư giãn trong 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da kiên trì sử dụng trong ít nhất 21 ngày, mỗi ngày mùng 2 lần vào buổi sáng và tối để đẩy lùi lão hóa da. Tinh chất Lysium Ampula Review, chị Lan Hương 49 tuổi, Hải Phòng chia sẻ, sau khi sinh bé thứ hai thì da tôi trở nên khô và xuất hiện nhiều vết nám, tàn nhang, tôi đắp mặt nạ và bôi kem dưỡng nhưng không có hiệu quả. Sau đó tôi tìm thấy Lysium Plus chỉ sau một liệu trình sử dụng, làn da của tôi đã trở nên căng mịn, không còn nám, tàn nhang nữa rồi. Chị Quỳnh Chi 35 tuổi, Bến Tre sau 2 tháng sử dụng Lysium Ampuller chia sẻ, các nếp nhăn vùng chán, đuôi mắt và khóe miệng khiến tôi rất tự ti. Tôi đã áp dụng nhiều cách nhưng làn da vẫn không cải thiện nhiều. Tôi lên mạng và đọc được thông tin về sản phẩm chống lão hóa Lysium Ampuller. Bây giờ tôi rất tự hào về làn da khỏe, trắng, không còn nếp nhăn. Chị Ngọc Ánh 42 tuổi, Hải Phòng chia sẻ, phải nói Lysium Ampuller thật sự rất thần kỳ. Tôi chỉ dùng trong 2 tháng mà có cảm giác như trẻ lại 10 tuổi vậy. Mấy vết chân chim, đồi mồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm này. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Lycium Ampuller chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Lyceum Ampuller để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.